Kính chào các bác nhé. Thì hôm nay em quay trở lại với cái mai chiếu thủy đẹp nhất trong cái hội triển lãm bonsai châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019, và cũng là lần đầu tiên được diễn ra và tổ chức tại Việt Nam, khu du lịch văn hóa Suối Tiên nha các bác. Thì ở lần trước á, thì em khi mà cái cây này mới đưa vào thì em đã nhận định đấy là một cây rất là đẹp. Cây này là chắc chắn sẽ đạt giải cao nhất ở trong cái hội triển lãm lần này. Tuy nhiên là khi mà em đăng tải video lên thì có một số cái bạn suy nghĩ trái chiều và là nghĩ rằng em là không không hiểu về cây, hoặc là và là có là nói là ý như là nổ và là nói không đúng sự thật về cây. Thì em cũng không muốn mọi người hiểu nhầm, nên là hôm nay em lại quay trở lại tại cái khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Và đây là cái mã số dự thi. Các bác lấy xem cái mã số này và so sánh với cái video lần trước của em quay thì coi có đúng hay không, và cái dạng cây này có khác biệt gì với cái cây lần trước em quay và nhận định là cây đây. Đây là cái huy chương vàng các bác nhé. Lần trước em quay em đã nhận định cây này là cây đẳng cấp, và là nó là có nét nổi bật nhất, nó là có nhiều cái điểm sáng nhất trong cái đợt triển lãm bonsai châu Á Thái Bình Dương lần này. Và đây thì em sẽ quay trở lại đây để chứng minh rằng là cái nhận định của em là đúng các bác nhé. Và là chúng ta cùng chiêm ngưỡng ngắm nhìn lại cái mai chiếu thủy đạt giải vàng trong cái hội bonsai châu Á Thái Bình Dương diễn ra lần này. Thì đối với cái cây này á, theo cái nhận định hội đồng chấm thi á, thì nó có bao gồm cả hội đồng quốc tế, các kia ban giám khảo quốc tế như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và một số nước trên thế giới nữa. Thì các bác xem cái hội đồng chấm thi của kia đợt triển lãm quy mô tầm cỡ quốc tế như thế này, thì không thể nào là đưa ra một cái nhận định và là chấm một cái mà nó không có đúng cái giá trị đích thực của nó được. Thì mục đích của em hôm nay em quay cái video này để là muốn người thứ nhất là giải thích cho các bạn biết là cái video lần trước em đăng tải là hoàn toàn là đúng sự thật, chứ không phải là em nổ hay là em không biết nhìn nhận về cây. Thì cũng là hơi bức xúc một chút, các bạn thông cảm nhé. Lý do là có một số bạn thì cũng không biết vô đi một cái lý do gì, hay là cũng và là hay là không thích ở kia cái em ở chỗ nào, mà một số bạn là comment nói thế này thế nọ, nên là em rất là bức xúc và em muốn quay trở lại. Hôm nay em muốn quay trở lại và chứng minh rằng là cái lời nói của em là đúng sự thật. Em làm về cây là muốn gửi đến tất cả các bác những cái thước phim đẹp, những cái cây cảnh đẹp, những cái giá trị đích thực của những cái cây đẹp, để mình cùng xem, vừa học hỏi, vừa là ngắm nhìn, vừa chiêm ngưỡng. Mình học hỏi cái kinh nghiệm để mà mình có thể tạo nên những cái tác phẩm nó đẹp hơn nữa, nó mỹ mãn hơn nữa. Thì đây là kỳ huy chương vàng và cái mã số dự thi của cây này đạt giải duy nhất ở cái dòng bonsai tầm lớn nha các bác. Cây này là cây tầm tầm lớn, cây tầm đài các bác. Nó có 3 cái giải vàng ở cái hồi triển lãm bonsai lần này. Đối với cái dòng cây thì 4 cái giải chứ. Là cây này là cây đài, thì cây này là cây đài, cái dòng cây đài thì nó là được giải vàng. Và là có một cây là dòng kia tầm trung, một giải vàng, tầm tiểu một giải vàng, và tầm bonsai mini một giải vàng. Khi mà cái lễ chấm điểm thì em có trực tiếp tham dự, là nó có dành 5 giải lần các bác ạ. Nhưng mà cái giải cái cây số 5 á, thì em không tìm ra cái cây đó hiện tại đang nằm ở đâu cả, nên là em sẽ quay lại là 4 cây, và đây là cây đầu tiên. 3 cây còn lại thì em sẽ để vào 3 cái video tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh để đón nhận cái video tiếp theo các bác nhé. Các bác nhớ nhấn tín hiệu chuông để mà nhận cái thông báo khi mà có cái video đến. Rồi, chào các bác. Tạm biệt.